chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Tin chấn động, tàu sân bay Sơn Đông cùng 6 tàu chiến khác bị Mỹ tiêu diệt bằng vũ khí laser trên Biển Đông. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đánh giá thấp tiềm năng sức mạnh quân sự của Mỹ, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã bị tên lửa hành trình của Mỹ biến thành đống sắt vụn và nhấn chìm xuống đáy đại dương sau màn thi triển vũ khí laser hiện đại trên máy bay cũng như hàng không mẫu hạm Eagle Fox của Hoa Kỳ. Nga đưa chúa tể vệ tinh lên vũ trụ để giám sát xung đột ở Ukraine. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, để đối phó với mối đe dọa và bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, một tuyến đường hàng hải quan trọng của quốc tế Mỹ đã đầu tư, thiết kế và trang bị vũ khí hiện đại trên siêu mẫu hạm USS Gideon Fox và đã hoàn thiện được 100%. Nhiều chuyên gia quân sự tin rằng tàu sân bay đang dần trở thành một loại khí tài lỗi thời khi nhiều loại tên lửa tầm xa đang được nhiều nước trên thế giới phát triển. Và sau khi được triển khai, Hải quân Mỹ sẽ có trong tay 11 tàu sân bay sẵn sàng hoạt động và giúp Mỹ vẫn là quốc gia có đội mẫu hạm lớn nhất trên thế giới. Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đưa vào hoạt động tàu Zero H Vespasian có chi phí chế tạo 6,1 tỷ USD. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của tàu USS Gideon Fox, chiếc tàu đầu tiên trong lớp Fox sẽ là các hệ thống hoạt động tự động cho phép tàu có số thủy thủ ít hơn. Nó thực sự là một đỉnh cao công nghệ mới, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Gill từng nói trong thời gian gần đây. Và siêu mẫu hạm này được cho là chở nhiều máy bay không người lái, phi cơ F-35 và được trang bị các loại vũ khí laser. Đây là loại vũ khí mà giờ đây đã trở nên như là cơn ác mộng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Trong khi đó, các tiêm kích F-35 và cường kích AC-130G, những phi cơ được mệnh danh Locust Bay của không quân Mỹ, sẽ được trang bị vũ khí laser AHIC để đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Trung Quốc. Tập đoàn Lockheed cũng đã thông báo trước đó bàn giao cho không quân Mỹ tổ hợp laser năng lượng cao hàng không AHIC với cấu hình tương thích với cường kích AC-130G. Tổ hợp này sau đó sẽ được tích hợp với hệ thống điều khiển trùm tia để tiêu diệt tàu và máy bay đối phương. SOCOM nhiều lần cho biết, AHEC sẽ có công suất khoảng 60 kW cùng lớp với vũ khí laser Helios. Giờ đây AC-130G được mệnh danh là Locust Bay của Mỹ, bởi nó mang theo nhiều loại vũ khí bao gồm lựu pháo 105 ly, pháo AGGAU 230 30 ly, tên lửa AGM-114 Hellfire và bom dẫn đường GBU 39B treo dưới cánh. AC-130G có thể sử dụng các loại vũ khí chính xác kích thước nhỏ hơn như bom GBU-44B và GBU-39B cùng tên lửa AGM-176 Griffin. Vũ khí laser như AHEC được đánh giá là sự bổ sung đáng giá cho kho vũ khí của AC-130G. Pháo laser có thể hạ nhiều mục tiêu khác nhau trong khi đối phương không nhận ra mình bị tấn công. Vũ khí laser năng lượng cao có thể vô hiệu hóa hoặc phá hủy máy phát điện, động cơ, xe bán tải, thiết bị liên lạc và máy bay không người lái UAV đang đổ trên mặt đất. Không có tiếng động hay tiếng nổ nhỏ nhất, thậm chí không có cả tiếng động cơ máy bay, bốn loại mục tiêu chính kia vẫn bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, tướng Webb nói. Đối phương không có phương tiện liên lạc, xe để tẩu thoát, mất điện và cũng không có khả năng trả đũa, giám sát hay trinh sát. Vài phút sau, một đội đặc nhiệm tiến vào khu phức hợp và bắt trùm khủng bố. Một cuộc đột kích thành công, ông nói thêm. Ngoài ra, trùm tia laser di chuyển với tốc độ ánh sáng, vì thế chặn nó là điều không thể. Các tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất cũng vô dụng trước loại vũ khí này. Tia laser có độ chính xác cao hơn nhiều so với các phương tiện đánh chặn khác, vì vậy sẽ mất ít thời gian hơn để phá hủy các loại bom đạn nguy hiểm. Trùm pháo có khả năng phá hỏng thiết bị điện tử của tên lửa đối phương ngay lập tức. Trong diễn biến liên quan, lợi dụng việc nhân nhượng và nhu nhược của Tổng thống Biden và các quan chức quốc phòng Mỹ, Trung Quốc điều tàu sân bay cùng hàng chục tàu chiến khác đến Biển Đông gây cản trở và khiêu khích với các hoạt động tự do hàng hải của nhóm tác chiến siêu hàng không mẫu hạm Jet Air Grandford.
Sau khi bị tàu chiến Trung Quốc liên tục gây hấn, thách thức cho tàu cản trở và thậm chí bắn pháo dằn mặt trước đường đi của các tàu chiến Mỹ, và khi sự kiên nhẫn đã vượt mức giới hạn với nhiều thông điệp cảnh báo đã đưa ra. Dưới sự bật đèn xanh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, hệ thống vũ khí trên siêu mẫu hạm được kích hoạt. Đầu tiên, các máy bay cường kích gồm 10 chiếc và hệ thống pháo laser trên hàng không mẫu hạm đồng loạt phóng hàng loạt chùm tia laser về tàu sân bay Sơn Đông cùng 6 tàu khu trục hỗ trợ khác. Chỉ trong vài chục giây khiến các hoạt động điện tử trên các con tàu trên hoàn toàn tê liệt. Mọi sự điều khiển giao tiếp hầu như bị vô hiệu hóa. Sau đó, hơn 20 quả tên lửa hành trình và hạm đối hạm đã được phóng đi nhắm vào các mục tiêu khiến cho tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc và các tàu hỗ trợ khác nổ tung, biến thành những quả cầu lửa khổng lồ và bị nhấn chìm xuống lòng đại dương. Ước tính có hơn 1.200 sĩ quan và thủy thủ Trung Quốc bị thiệt mạng trong trận đụng độ này. Thất bại thảm hại này đã khiến cho ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo quân sự diều hâu Trung Quốc một phen bàng hoàng và choáng váng. Hải quân Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ sau sự kiện chấn động này để phòng ngừa Trung Quốc trả đũa gây ra cuộc chiến toàn diện giữa hai nước. Trong một diễn biến khác, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nga đưa chúa tể vệ tinh lên vũ trụ để giám sát xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, số lượng vệ tinh của Nga trên vũ trụ mới được bổ sung thêm một thành viên mới, đó là vệ tinh Thunder FKA. Vệ tinh này có thể kiểm soát tất cả các mục tiêu quân sự của Ukraine trong xung đột. Với nhiều đặc tính vượt trội như hoạt động ở quỹ đạo cao, khả năng quan sát tốt, Condor FKA được mệnh danh là chúa tể của những vệ tinh. Vệ tinh Condor FKA có kích thước nhỏ gọn, nhưng nhiệm vụ của nó tới đây vô cùng nặng nề. Các chuyên gia của hãng Gusset Electronics cho biết, vệ tinh Condor FKA được trang bị anten phản xạ kiểu O, bảo đảm 24/24 quan sát bề mặt trái đất trong mọi điều kiện thời tiết ở vị trí song song với quỹ đạo này. Ở giải quan sát, vệ tinh này có thể chi tiết hóa các mục tiêu, xác định được chủng loại và số lượng trang bị vũ khí của đối phương. Vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên của vệ tinh Condor FKA tới đây là những mục tiêu quân sự của Ukraine. Mọi động thái di chuyển quân đội của Ukraine sẽ được giám sát thường xuyên. Thiết bị của vệ tinh sẽ hoạt động có sự lựa chọn theo từng chỉ thị cụ thể. Ở giải quan sát rộng, vệ tinh có độ phân giải thấp. Nếu phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi, ống kính của vệ tinh Condor FKA sẽ tập trung quan sát. Không một xe tăng nào, không một hệ thống phòng không nào, không một quân nhân nào của đối phương có thể lọt qua, chuyên gia của hãng Gusset Electronics nhấn mạnh. Thời gian gần đây, với tốc độ 3 ngày bằng cả 5 năm, Nga đã gia tăng nhanh chóng số lượng vệ tinh của mình trong không gian. Theo thống kê năm 2022, số lượng vệ tinh chính xác của Nga đã tăng lên 80%, ví dụ như vệ tinh giám sát đồ họa có trọng lượng 4 tấn Komets 2567, đồng thời thực hiện cả những chức năng quân sự. Nhóm 4 vệ tinh 3M thực hiện nhiệm vụ chiến lược là theo dõi bề mặt hành tinh. Nga thiết lập nhóm vệ tinh Tunda với chức năng giám sát các vụ phóng tên lửa và thực hiện phản ứng đáp trả chớp nhoáng. Vệ tinh Condor FKA được phóng mới đây từ sân bay vũ trụ Lexec là sự khởi đầu của một nhóm vệ tinh mới của Nga. Sắp tới một vệ tinh nữa cùng series với Condor FKA cũng sẽ được phóng lên. Tuy nhiên, Nga vẫn tụt hậu so với Anh và Mỹ về số lượng vệ tinh đang quay quanh hành tinh. Cách đây không lâu, với sự hỗ trợ của Nga, các vệ tinh dân sự của Mỹ và Anh đã được đưa lên không gian. Nhưng ngay sau đó, số vệ tinh này đã chuyển đổi công năng phục vụ cho lợi ích của Lầu Năm Góc và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thời điểm năm 2022, khi tình hình xung đột tại Ukraine leo thang, tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga đã từ chối phóng vệ tinh của Anh lên không gian. Phía Anh dọa sẽ đưa vụ việc ra tòa vì Moscow đã phá vỡ hợp đồng. Nếu thiếu đi sự hỗ trợ của Roscosmos, tương quan lực lượng trong không gian giữa Nga và Mỹ, Anh trong tương lai gần sẽ không chỉ trở nên ngang bằng mà ưu thế sẽ thuộc về Nga. Một thực tế không thể bỏ qua đó chính là Nga cũng bị những đối thủ tiềm năng theo dõi. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga cho thấy thiết bị tình báo và thông tin vũ trụ của đối phương hoạt động rất hiệu quả. Internet, vệ tinh, băng thông rộng, tốc độ cao Starlink là một ví dụ. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng không ít lần cho thấy các vị trí trong hậu phương cũng như trên tiền tuyến của Nga được chi tiết hóa rất rõ nét.
tất cả thiết bị bay không người lái và xuồng cảm tử của đối phương đều được điều khiển từ vũ trụ. Vụ tấn công tàu trinh sát Ivan Khod của Nga mới đây là một minh chứng. Lực lượng không quân vũ trụ Nga thường xuyên kiểm soát không gian gần trái đất, hệ thống radar thế hệ mới tham gia trực chiến trên phạm vi toàn lãnh thổ Nga với chức năng xác định và chế áp các tín hiệu gián tiếp, gián điệp. Tất nhiên, hoạt động đánh chặn tín hiệu vô tuyến của Nga sẽ trở nên rất phức tạp khi có sự can thiệp của Internet và thông tin di động. Để khắc phục tình trạng trên, Nga sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử chống vệ tinh để chế áp thiết bị thông tin vũ trụ của đối phương trong đó. Các vệ tinh trong không gian của Nga sẽ là lực lượng tiên phong. Trong một diễn biến liên quan, báo Nga nói trường hợp NATO tham chiến trực tiếp. Theo chuyên gia Nga, nếu Ukraine thất bại, NATO sẽ tham chiến trực tiếp với Nga, mà mở đầu sẽ là hành động can thiệp của Ba Lan. Hôm ngày 6 tháng 2, tiến sĩ khoa học quân sự Kostantin Siko nói với hãng tin Nga Sputnik rằng, trong trường hợp quân đội Ukraine thất bại hoàn toàn, xung đột quân sự trực tiếp tiềm tàng giữa NATO với Nga có thể bắt đầu, khi đó Ba Lan có thể là nước đầu tiên đến trợ giúp Kiev. Nhận xét này được ông Kostantin Siko đưa ra khi bình luận bài phân tích của bình luận viên Lan David đăng trên ấn phẩm Gibosibo Stetafrat của Mỹ về việc NATO đã chuẩn bị kế hoạch bí mật đối phó với Nga trong trường hợp xảy ra đụng độ với cường quốc quân sự số 2 thế giới. Ông Lan David dẫn nguồn tin riêng cho biết rằng NATO đã chuẩn bị kế hoạch bí mật lên tới vài nghìn trang trong trường hợp xảy ra đụng độ quân sự với Nga. Kế hoạch này sẽ được thông qua tại hội nghị cấp cao của Liên minh ở Vilnius vào ngày 11-12 tháng 7. Theo ông, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Vilnius sẽ được yêu cầu thông qua kế hoạch quân sự bí mật này, trong đó lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh mô tả chi tiết kịch bản đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Như nhà báo lưu ý, các đại diện quân sự thường trực tại trụ sở của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Brussels và các quan chức khác của khối đã chuẩn bị tài liệu này một cách bí mật mà không có bất kỳ nghiên cứu sơ bộ nào hoặc tham vấn từ phía các nhà lập pháp và chuyên gia độc lập. Ông David nhận xét thẳng thắn rằng kể từ khi NATO gia tăng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine, thì sự thiếu minh bạch trong công việc của khối đặc trưng cho quá trình lập kế hoạch quân sự dài hạn trong liên minh đang tạo ra vấn đề nghiêm trọng đối với việc giám sát mang tính dân chủ. Để lập luận, nhà báo Mỹ cũng trích dẫn lời của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO là Đô đốc Ross Bauer, người vào ngày 10 tháng 5 đã nói rằng các quốc gia thành viên của liên minh nên sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhận định về ý tưởng của phương Tây, ông Kostantin Siko nói rằng rất có thể sẽ không có sự kiện duy nhất nào làm nguyên cớ để bắt đầu cuộc chiến giữa Nga và NATO, mà có lẽ việc hai bên rơi vào vực thẳm xung đột trực tiếp sẽ diễn ra dần dần và chủ yếu liên quan đến thất bại cuối cùng của Ukraine. Vị chuyên gia nhắc nhở, nếu cuộc phản công của Kiev thất bại dẫn tới sự không gượng dậy được của quân đội Ukraine thì khả năng cao là Ba Lan sẽ ra tay hỗ trợ mà không cần tới sự ủy quyền của NATO. Và khi Nga buộc lòng phải tấn công đáp trả vào lãnh thổ Ba Lan thì liên minh quân sự này sẽ quyết định ra đòn tấn công toàn diện. Đồng thời, chuyên gia Kostantin Siko không loại trừ khả năng xung đột Nga và Ukraine kéo dài thì trong trường hợp đó NATO sẽ điều chỉnh kế hoạch. Nói về nội dung kế hoạch bí mật tiềm năng của khối Bắc Đại Tây Dương, ông Siko lưu ý rằng tài liệu chiến lược như vậy có thể chứa đựng tất cả kịch bản tiềm năng cho cuộc chiến với Liên bang Nga, bao gồm cả hai lựa chọn tấn công và phòng thủ. Liên minh cũng sẽ vạch sẵn các kịch bản hành động tiếp theo của Liên minh trong trường hợp NATO thất bại quân sự trước Nga và trong bối cảnh họ giành chiến thắng trước Moscow. Do đó, chắc chắn là tài liệu này cũng sẽ thảo luận về các điều kiện và thủ tục sử dụng vũ khí hạt nhân của khối NATO. Trong một diễn biến tiếp theo, pháo phản lực Macaron RM-70 của Ukraine dội hỏa lực tấn công thành trì Nga. Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực miền đông Ukraine. Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công, các binh sĩ Ukraine đã sử dụng nhiều hệ thống pháo tiên tiến do phương Tây cung cấp, trong đó có pháo phản lực RM-70 để nhắm mục tiêu vào cứ điểm của đối phương. Pháo phản lực Macaron RM-70 của Ukraine dội hỏa lực tấn công thành trì Nga. Nga sắp triển khai UAV tự sát mới trong hoạt động quân sự ở Ukraine. Máy bay không người lái cảm tử UAV Kamikaze mới
GVAT-82 của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và hiện đang được chuẩn bị để đưa vào sử dụng trong chiến đấu. Ukraine tuyên bố bắn hạ khoảng 30 tên lửa, máy bay không người lái. Quân đội Ukraine ngày 2 tháng 6 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 30 tên lửa và máy bay không người lái trong đêm. Serhiy Bobko, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev cho biết đây là đợt tấn công thứ 6 vào thủ đô Ukraine trong 6 ngày qua. Giới chức Kiev cáo buộc trên Telegram rằng Nga đã phóng máy bay không người lái và tên lửa hành trình cùng lúc. Theo thông tin sơ bộ, hơn 30 mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau đã bị lực lượng phòng không phát hiện và phá hủy trong không phận phía trên và xung quanh Kiev, họ cho biết trong một tuyên bố. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã báo cáo về hai đợt tấn công riêng biệt nhưng cho biết không có cuộc gọi nào đến dịch vụ cứu hộ. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong. Cảnh báo không kích đã được đưa ra trên toàn quốc nhưng sau đó được gỡ bỏ. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này. Bản đồ dầu mỏ toàn cầu được vẽ lại, Nga trao sức mạnh khổng lồ cho hai quốc gia. Các nhà nghiên cứu cho rằng rõ ràng những người mua châu Á là những người chiến thắng khi dòng chảy dầu mỏ từ Nga chuyển hướng. Bản đồ dầu mỏ toàn cầu đang được vẽ lại khi tác động lâu dài của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang khiến một lượng lớn dầu từ Nga chảy đến các nền kinh tế lớn nhất châu Á, đồng thời Trung Quốc cũng nhập dầu thô từ Iran và Venezuela. Theo Bloomberg, Trung Quốc và Ấn Độ đã nhập khẩu hơn 30% tổng lượng nhập khẩu của họ từ ba nước này vào tháng 4. Con số này tăng từ mức chỉ 12% vào tháng 2 năm 2022, thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.